Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Do thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020, đến nay toàn tỉnh có 24 sản phẩm của 14 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao trở lên. Trong đó, huyện Khoái Châu có 4 sản phẩm, thành phố Hưng Yên có 7 sản phẩm, thị xã Mỹ Hào 10 sản phẩm, huyện Phù Cử 2 sản phẩm, huyện Ân Thi 1 sản phẩm. Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện chương trình OCOP, hỗ trợ các tổ chức kinh tế và người dân tích cực tham gia chương trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2020 hướng đến mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, ưu tiên phát triển hợp tác xã doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm sản xuất sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phấn đấu 100% cán bộ quản lý chương trình OCOP cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được đào tạo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành, triển khai trực tiếp chương trình OCOP. Duy trì 100% sản phẩm được đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên năm 2019. Năm 2020, phấn đấu có khoảng 30 sản phẩm được đánh giá xếp hạng đạt 3 sao trở lên.